Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm bánh in. Về nguyên liệu, ở đây mình có là 400g đường cát trắng, 250ml nước lọc. Và bột không thể thiếu là bột bánh dẻo. Bột bánh in, bột nếp rang, bột nếp chín thì cũng đều là một hết nha. Thì mình dùng để làm bánh dẻo, bánh in thì đều chung một loại bột hết. Thì các bạn có thể là tìm mua ở những cửa hàng bán nguyên liệu làm bánh, hoặc là mua trên mạng bán rất là nhiều. Thì hiệu nào cũng được hết nha. Mình thấy thì người ta thường xài hiệu Xanh Ký là nhiều. Bịch này tới 1 ký lận, nhưng mà mình không có xài hết đâu các bạn. Mình dùng khoảng nửa bịch thôi các bạn. Và nhân đậu xanh, thì hôm nay thì mình sẽ dùng cái nhân đậu xanh mà có bán sẵn nha, để cho nó nhanh gọn. Mình cũng đã có công thức làm nhân đậu xanh rồi, với lại công thức làm nhân đậu đỏ, nhân khoai môn. Mình sẽ để đường link ở phần mô tả. Cho bạn nào thích làm loại nhân nào thì các bạn có thể là nhấn vào xem công thức tham khảo. Còn mình sẽ dùng cái phần nhân đậu xanh sầu riêng này, người ta bán sẵn cho nó nhanh gọn. Cái này thì các bạn có thể là tìm mua ở những cửa hàng mà bán nguyên liệu làm bánh, hoặc là mua trên mạng, có bán rất là nhiều. Nếu như bạn nào mà ở trung tâm thành phố Trà Vinh thì có thể là tìm mua ở tiệm bánh kem Khánh Hồng, bán rất là nhiều nha. Với công thức nhân của mình là các bạn có thể là làm bánh dẻo, bánh trung thu, bánh bía đều được. Cái này cũng làm được hết nha. Bánh trung thu, bánh dẻo, bánh in thì mình đều làm được hết. Về nguyên liệu chính của mình sẽ như thế này. Bây giờ mình sẽ cùng nhau bắt tay vào làm. Bịch nhân đậu xanh này là tới 2 ký lận. Và mình sẽ chỉ làm 10 cái thôi. Mỗi một viên nhân là mình sẽ cân là 50g nha các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ đi nấu nước đường. Mình cho 250ml nước vào, thì nó tương đương là khoảng 1 cup nước, 1/4 muỗng cà phê muối. Mình sẽ bật lửa lên mình nấu nha. Các bạn để lửa vừa hoặc lớn hơn lửa vừa một chút thôi. Khi nào nó sôi lên rồi các bạn hạ xuống lửa vừa cũng được, hoặc lửa nhỏ mình nấu từ từ. Mình đang để lửa vừa cho nó sôi liu liu như thế này nha. Mình đã nấu được 10 phút rồi nè các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ kiểm tra đường. Các bạn dùng cho mình một chén nước, nước bình thường nha, nước ở nhiệt độ phòng. Và mình sẽ nhiễu một giọt vào. Nếu như mà thấy nó tan ở trong nước là chưa được nha. Đó, nó tan như thế này là chưa được. Mình sẽ nấu tiếp tục. Các bạn nhớ kiểm tra thường nha, nấu khoảng vài phút nữa là nó được rồi đó. Khi nào mà mình nhiễu vào, mình thấy nó vừa thành một giọt là được nha. Kiểm tra thường xuyên nha, nếu như bạn nào mà chưa có quen nấu thì phải kiểm tra thường, mấy là nó bị hư nước đường. Khi nấu được 10 phút rồi, cứ khoảng 1 phút thì các bạn kiểm tra đường một lần nha, xem coi nó đạt chưa nha. Nó vẫn còn tan là chưa được nha các bạn. Chừng nào mình vừa nhiễu xuống thấy được một giọt là được nha. Mình nấu thêm khoảng 10 phút mình thấy nó được rồi đó các bạn. Đây để mình nhiễu cho các bạn xem nha. Các bạn nhìn kỹ nha. Đó, nó một giọt xuống như thế này nè. Đó, như vậy là được nha. Đó. Để mình làm thêm lần cho các bạn xem nha. Đó, nó không có bị tan biến ra. Nó nhiễu xuống thì nó cũng nằm yên đó các bạn. Đó. Rồi, mình tắt bếp nha. Cái này phải xem kỹ kỹ nha các bạn, để nấu nước đường nó mới làm được nha. Nước đường nó quan trọng lắm. Để mình múc cái nước đường cho các bạn xem nè. Các bạn để ý kỹ nha. Tiếp theo thì mình sẽ đổ nước đường vừa mới nấu nha, mình cho vào đây để mình đánh. Không có máy đánh thì các bạn dùng cái này nè, mình đánh bằng tay, mình khuấy khuấy nó như thế này. Có máy thì dùng nó nhanh hơn, làm lẹ hơn. Các bạn chuẩn bị thêm ít nước nóng nha. Rồi mình cho. Máy của mình thì sẽ có 7 tốc độ nha, mình sẽ để tốc độ cao nhất luôn.
Khi các bạn nhìn thấy nó chuyển sang cái màu sữa trắng như thế này thì mình sẽ cho thêm nước nóng vào hoặc nước ấm nha. Mỗi một muỗng này là một muỗng cà phê các bạn. Mình sẽ cho từ từ vào thôi, hồi mình sẽ nói số lượng sau nha. Một muỗng cà phê thì là 5 ml. Mình đã đánh xong rồi nè các bạn. Các bạn nhìn thấy nó trắng sữa như thế này nè. Thì mình cho vào đây tổng cộng là 12 muỗng cà phê nước. Thì nó tương đương là 60 ml nước lọc à, nước ấm, xin lỗi, nước ấm nha các bạn. Các bạn nhớ là phải đánh nó như sữa như nè, sánh sánh như sữa đặc vậy đó. Đó, như thế này là được nha. Mình đánh khoảng 4 phút hơn đó các bạn. Nếu như đánh tay thì nó sẽ lâu hơn nha, thoải mái thì mình làm nó nhanh. Đó, như thế này. Rồi mình sẽ lấy ra tô nha. Các bạn để ý kỹ cho mình nha. Nó như sữa đặc vậy nè. Hồi nãy thì mình thấy nó hơi đặc nên mình cho thêm vào khoảng 2 muỗng cà phê à, nước ấm nữa. Vậy là tổng cộng mình dùng thêm là khoảng 70 ml nước ấm. À, các bạn trên lệch khoảng 5 hay 10 ml nước ấm thì cũng không sao nha các bạn. Rồi, thì các bạn nhớ là để cái này cho nó nguội nha. Thì trong quá trình đánh thì nãy giờ nó cũng gần nguội rồi các bạn. Nó để khoảng 5-10 phút nữa là nó nguội hẳn rồi. Ở đây mình đã làm được một cái nè các bạn. Thì nhân các bạn cân mỗi một viên nhân là 50 gram nha. Thì mình sẽ dùng cái máy như thế này. Cái này dùng để xay thịt đó các bạn. Thì mình dùng để mình đánh bột nó sẽ nhanh hơn. Nếu như mà không có máy thì các bạn dùng tay nha. Mình cho nước đường rồi bột từ từ rồi mình dùng hai tay mình chà nó như thế này nè, gọi là chà bột cho nó mịn ra. Mình sẽ đi cân bột nha. Bột này thì người ta đã làm chín rồi nha các bạn, tại vì có nhiều bạn hỏi là cái bánh này có cần hấp hay nướng hay không. Thì cái bột này người ta đã làm chín sẵn rồi, do đó mình chỉ cần trộn nước đường mà thôi. Mình có cái khuôn như thế này nè. À, mỗi một cái khuôn này á, là nó khối lượng là 150 gram á, mình làm ra cái bánh là 150 gram. Mình sẽ cân bột nha, mình cân là 50 gram bột. Xê xích 1 gram cũng không sao nha. 50 gram bột thì mình sẽ cân là 50 gram nước đường. Cái này cũng tùy theo bột nha, đôi khi xê xích nó khoảng vài gram á các bạn. Các bạn làm cái đầu, có nếu như các bạn thấy nó bột nhão thì các bạn điều chỉnh lại. Tùy theo bột mới, bột cũ nha. Nó sẽ khác nữa đó. Khoảng 50 gram. Rồi mình cho vào máy nha. Mình đánh nó lên. Nó tơi đều là được rồi nha các bạn. Đây. Nó bong lên như thế này nè. Mình sẽ chia bột ra làm hai. Là 50 gram nha. Để mình làm thành hai lớp á. Cái đầu tiên mình làm nó hơi bị xấu rồi, nó không có được nét nhiều á. Cái khuôn này có rất là nhiều hình dạng, tùy các bạn thích hình nào mình lấy hình đó. Mình lắp nó vô. Rồi mình cho bột vào. Mình ém nó xuống. Ém cho nó chặt chặt nha. Rồi sau đó mình cho tiếp nhân lên. Một lớp bột, một lớp nhân và một lớp bột. Tổng cộng là 3 lớp. Cho nhân lên. Trải nó, trải đều ra.
cho tiếp phần bột còn lại vào. Mình cũng ém chặt nó lại nha. Rồi mình sẽ ấn xuống, giữ chặt và ấn mạnh nha các bạn. Rồi. Tương tự như vậy các bạn làm đến hết cho mình nha. Đó, mình làm được hai cái. Cái này nếu như mà dùng cái khuôn bánh in đúng của nó thì làm cái bánh nó sẽ nét hơn. Tại vì cái khuôn này là khuôn bánh trung thu, do đó là những cái hoa văn của nó nhỏ như này nó khó đóng hơn. Mình đã đóng bánh xong rồi nè các bạn. Với công thức nước đường ngày hôm nay thì mình làm được 9 cái như thế này nha. Một cái thì nó nặng khoảng 150g á, dư một viên nhân. Đây là mấy cái đầu mình làm nè các bạn. Mấy cái đầu thì làm hơi xấu một chút. Các bạn nhớ là nếu như mà các bạn trộn bột nó nhão thì các bạn đóng bánh nó không có nét nha. Đây như mấy cái này nè, là bột nó vừa đạt nè, nên bánh nó rất là nét. Thì cái bột của mình thì mình dùng 50g bột thì nó khoảng 45g nước đường. Thì tùy theo bột các bạn canh các bạn làm điều chỉnh lại. Đây mình quay gần cho các bạn xem nè, bánh nó nét rất là đẹp. Bây giờ mình sẽ cắt bánh ra cho các bạn xem nha. Đây mình cắt làm đôi nha. Bánh này là bánh in, nó thuộc về loại dẻo nha các bạn, chứ không phải cứng nha. Nó dẻo. Đây mình ăn thử nha. Bánh rất là ngon các bạn. Các bạn nhớ là bảo quản kín nó lại nha. Với món bánh này thì mình xin chúc các bạn sẽ làm thành công. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Nếu thích video các bạn nhớ like, chia sẻ, nhấn nút đăng ký để ủng hộ kênh.